quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh mua 3 trái sầu riêng ăn thử nha mọi người. Thì sầu riêng này nghe nói là sầu riêng nhập từ Việt Nam qua, nhưng mà Quỳnh thấy ở ngoài thì không có thấy cái gì mà ghi của chữ Việt Nam hết trơn á, cho nên mình sẽ ăn thử coi như thế nào. Và 3 trái sầu riêng này thì Quỳnh mua với giá là 6 cent mấy một trái, và 3 trái này cộng lại là gần 2 man tiền Nhật. Gần 2 man tiền Nhật thì tính ra tiền Việt Nam mình là 2 man là khoảng bây giờ là 4 triệu mấy mọi người. 4 triệu mấy cho 3 trái sầu riêng, nhưng mà hôm nay không biết là ngon hay dở mộng đây. Thì lâu lắm rồi không ăn sầu riêng tươi, cho nên hôm nay thấy sầu riêng tươi ngon quá cho nên mua về ăn nha mọi người. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn một mình thôi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ đeo bao tay để mà mình khui cái trái sầu riêng này ra nha. Quỳnh cũng đã đeo bao tay vào hết rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình khui nha. Tại vì hôm nay mình mua 3 trái thì chỉ có một trái này là nó nở gai thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khui nha. Ra nha, 1, 2, 3. Trời ơi, hấp dẫn chưa mọi người ơi. Nó vẫn còn rớt trên mâm mọi người. Đó, hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đó, thơm quá bà con ơi. Mình sẽ cởi bao tay ra nha. Rồi, mềm ơi mềm. Trời ơi, sầu riêng tươi ăn đúng sướng chất lượng mà. Nó béo vô cùng. Và nó cũng chưa có được là chín lắm hay chín mềm nha. Nó hơi hơi, nó cũng mềm rồi nhưng mà nó không được mềm nhiều ha. Nó béo lắm mà. Không biết á, người ta nhập qua thì người ta để trong ngăn mát hay sao người. Hàng vừa tới là Quỳnh khui ra luôn Quỳnh ăn. Bây giờ Quỳnh khui Quỳnh ăn nó lạnh mà. Chắc có lẽ là người ta nhập qua là ta bỏ ngăn mát á. Ăn sầu riêng nhớ tới một bài thơ. Em là cô gái bán sầu riêng, nhưng em đây không bán tình duyên nha mọi người. Ăn sầu riêng xong hôn nhau cũng phê lắm. Trời, nó đã quá mọi người. Nó đã. Mong rằng hai trái này nó cũng ngon như vậy luôn. Nhưng mà bây giờ nó chưa có nứt á. Bây giờ khui ra nó sẽ bị sượng này nha mọi người. Trái này đầu tiên mà thấy ăn được. Coi như là không vỡ mộng nha mọi người. Quỳnh nhớ mấy đợt trước Quỳnh cũng một lần 3 trái, nhưng mà Quỳnh mua siêu thị Nhật. Quỳnh vừa Quỳnh ăn trái thứ nhất nó nứt ok, trái thứ hai nứt ok, còn trái thứ ba mua về mọi người biết làm sao. Quỳnh để hoài nó không nứt mọi người. Rồi xong bắt đầu nó hư luôn cái cùi, nó hư luôn cái cùi ở trên. Cái à, nó rụng cùi mà. Mà thường thường những cái trái rụng cùi á, nó không có chín được mọi người. Rồi bắt đầu cái nó sáng vỏ, nó meo móc, ở trong nó cũng chín luôn, nó sượng luôn à. Bởi vậy ăn sầu riêng không biết được mà hơi xui lắm. Ở bên Việt Nam mình thì còn đổi tới đổi lui được, còn ở bên đây mình mua, thí dụ mình mua về mà mình ăn liền giống đấy, còn mình mua về mình phải để cho nó chín á, cho nên mình không có đổi quá đơn luôn à. Bởi vậy Quỳnh à, dở mộng khi mà ăn sầu riêng rất là nhiều lần, mất tiền đó mà không đổi được. Còn à, còn mình muốn siêu thị Nhật á thì mình đổi được, nhưng mà đổi được nhưng mà với điều kiện nào, mua liền trả liền mà, chứ để lâu quá quan ngại không được luôn.
Nó có cái vị hơi hơi đắng đắng mà biết học viên khổ qua hay học viên nghỉ tay. Ba trái sầu riêng này á thầy, một trái chắc cỡ hơn là 3 kg hả, 3 kg hoặc 3 kg mấy, nhiêu đây chắc cũng chừng 10 kg. Mà 10 kg sầu riêng bên Việt Nam nhiêu ta, mà mình mua bên đây giá vậy đó mọi người, khủng khiếp chưa. Quỳnh nghe nói là ở bên Hàn Quốc còn mắc hơn nữa, nhưng mà thấy bên Hàn Quốc nhập được cả chôm chôm nhãn rồi mấy món kia đồ tươi đó mọi người. Ở Nhật cũng có nhưng mà vô mùa hè thôi mà mắc dã man thiệt mọi người. Phần giữa vẫn ngon mà, nhưng mà ăn tới phần đầu nó vẫn bị cứng nha. Không biết các bạn như vậy gọi là sườn hay là chưa chín nữa à. Cái loại hôm nay Quỳnh ăn á, nó không phải là hạt lép, nó cái hộp bự bự gì nè, mình đem mình đi luộc có mọi người ăn cũng hao hao giống như là khủng bích nha. Rồi mình sẽ bẻ tiếp với bên này nha. Quá ngon mọi người, đây siêu hấp đó. Mọi người thấy Quỳnh khui kiểu này mở tiệm bán sầu riêng được chưa mọi người. Nói chung mình làm cái gì mình chưa có kinh nghiệm thì mình làm từ từ sẽ có kinh nghiệm nha mọi người. Đó. Trời ơi hấp dẫn khủng khiếp chưa. Đây hôm nay á ngoài sân nhà Quỳnh đó mọi người, người ta nhổ bứng mấy cây giùm Quỳnh. Hôm bữa Quỳnh cũng có kể cho mọi người nghe là mấy cái cây nhà Quỳnh là cây hàng rào á, nhà trước của người ta. Trời ơi, không có muối nào hết mọi người ơi. Sầu riêng không hạt, không hộp luôn. Trời ơi. Chỉ được có muối này mà nó dính cái muối vậy đó mọi người. Người ta đến người ta cắt cho Quỳnh mấy cái cây để Quỳnh có chỗ Quỳnh trồng rau. Bởi vì cái nhà chủ trước á, người ta trồng mấy cái cây hàng rào mọi người. Người ta trồng mấy cây tùng, cây bắp á, mấy cái cây đó nó không có ăn được mọi người. Cho nên nó lạ hả, Quỳnh phải trồng cây thực tế như mình trồng quýt hoặc là mình trồng cây hồng. Thì tới mùa thì nó ra trái mình ăn á, thì sẽ thích hơn là mình trồng những cây đó mọi người. Với lại mấy cái cây đó chim mới đến mà nó đậu lên nó ăn và cái rau của Quỳnh mọi người. Không biết là sau này trồng cây ăn trái thì có gì không, nhưng mỗi bữa trước á Quỳnh có đọc comment của một số bạn chỉ Quỳnh á, là mình quấn cái gì nè, cái vải màu đỏ lên ở gần đó là chim nó sợ. Nhưng mà Quỳnh mới đặt mua một cái dụng cụ đuổi chim nhưng mà thì mình không biết mọi người sử dụng chưa, hệ thống dụng cụ đuổi chim bằng năng lượng mặt trời. Thì khi mà đồ nó đến á, mình quay cho mọi người xem nha. Nó không những đuổi chim mà nó còn đuổi được loài thú rừng đó mọi người. Tại vì mình có nói với mọi người cái nhà này của mình ở á, là phía bên kia là nguyên một cánh rừng lớn, không phải rừng lớn mà cánh rừng nhỏ nha. Lâu lâu Quỳnh thấy trong sân Quỳnh có dấu chân mọi người, mà không biết con đó con gì, thì nó cũng đi lang thang vậy mọi người. Cho nên cái dụng cụ đuổi chim đó nó có để thuộc, nó có thể là đuổi luôn thú vật luôn, nó thu năng lượng mặt trời để nó có con mắt giống như camera vậy. Quỳnh nghe xã Quỳnh nói nó có con mắt giống như camera và ở ngoài nó ngụy trang là một con chim đại bàng hoặc là một con cú gì đó, nó nhìn bằng con mắt nha mọi người, nó nhìn bằng con mắt. Và khi mà nó nhận dạng ra đó là con chim hoặc là những con thú không phải là con người á, thì nó sẽ tự mở cái đèn ra, nó hù và nó phát ra tiếng nha mọi người, nó phát ra tiếng.
Nó sử dụng năng lượng mặt trời, nó hút vô để mà nó đuổi những con đi. Cho nên Quỳnh thấy cũng tiện, nên Quỳnh mới đặt mua. Hàng tới Quỳnh review cho mọi người xem nha. Chứ Quỳnh không biết là ở những nước khác thì có chưa, hay ở bên Việt Nam mình có chưa. Nhưng mà hồi xưa đúng không, ở Nhật á, với ở những nước khác như là Việt Nam mình thì hay sử dụng những cái con mannequin để cho mặc quần áo người vô nha. Ở Nhật bây giờ thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà người ta xài nó gọi sao ta, được gọi là nó thông minh hơn một chút. Cho nên Quỳnh mà mua một những cái sản phẩm gì mà về xài nó thông minh á, cái này Quỳnh không có quảng cáo nha mọi người. Quỳnh không có quảng cáo nha, Quỳnh muốn chia sẻ thôi. Thì thấy cái nào thông minh thì Quỳnh cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết, để mọi người cùng tài với Quỳnh đó. Mọi người nghe cái tiếng ngoài, cái tiếng ở ngoài là tiếng cái xe xúc á. Để ăn xong rồi Quỳnh ra Quỳnh quay sơ sơ cho mọi người xem nha. Mấy cái này ăn được vài muối mà ha, nó bị no hơi á. Có nhiều bạn sẽ hỏi Quỳnh đó là Quỳnh kêu người lại xúc cái mấy cây này đi bao nhiêu tiền mọi người. Trời mắt giả mang mọi người, tại vì người ta lại người ta vừa cắt cái cây, người ta bứng cái gốc lên luôn mọi người, người ta phải bứng cái gốc lên để mình trồng cây mới vô. Hai mươi mấy mà anh nha mọi người, mà trong khi đó cái bự một chút xíu à, mà người ta trồng cây bự bự không á. Bởi vậy tiền khủng khiếp mà. Mà khi mà mình tự chặt đi, mình chỉ chặt được phần trên thôi, phần dưới rễ của nó đó, mình trồng cây của mình vô nó không có phát triển nha mọi người. Bởi vậy người ta đưa cái máy gọi là cái máy xúc đất á, nó dở cái cây dở gốc luôn. Bây giờ thì mình sẽ kết vô lại nha mọi người. Quỳnh sẽ ra, Quỳnh quay cho mọi người xem nha. Đây nha mọi người ơi, đó, đây là cái máy xúc nè. Tí ở bên cái chỗ anh đó đứng á, là hôm bữa Quỳnh quay cho mọi người xem ngày hôm qua, là vẫn còn một mớ cây ha. Ở cái máy xúc nó xúc nè mọi người. Cái cây này á, trời ơi nó rụng lá khủng khiếp luôn á.
đi á. Ta chỉ rinh cây đi thôi chứ ta không rinh đất đi. Đó là lý do mà tại sao á Quỳnh hay nói với mọi người là Quỳnh chuyển nhà, người ta không cho Quỳnh quăng đất, rồi Quỳnh phải dựng chuyển đất từ nhà cũ qua để mà Quỳnh lắp vô những cái chỗ mà mình có mới bứng cây nè. Cái nhà hàng xóm. Của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.